Quý vị có thể yên tâm tận hưởng những hoạt động ngoài trời cả ngày mà không phải lo lắng về tác động của ánh nắng mặt trời. Kính thưa quý vị, Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới với cường độ ánh nắng rất mạnh, dễ dàng làm tổn thương tới làn da của chúng ta. Bởi vậy mà những loại kem chống nắng với chỉ số thấp đến từ các quốc gia vùng ôn đới như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là châu Âu đều không đáp ứng được nhu cầu chống nắng của chị em phụ nữ chúng ta. Và hiểu được điều đó thì Denature đã dày công nghiên cứu và cho ra đời kem chống nắng Sun Solution với chỉ số chống nắng SPF lên tới 70, giúp bảo vệ làn da tối đa khỏi tác động của tia UV. Ngoài hàm lượng cao các thành phần chống nắng chính như là titanoxit, kẽm oxit thì kem chống nắng này còn được bổ sung thêm nha đam giúp làm dịu da và giữ ẩm lâu. Kem chống nắng này sẽ tạo cho chúng ta một lớp màng bảo vệ da theo cơ chế khúc xạ ánh sáng, nhờ đó mà mang lại hiệu quả chống nắng vượt trội so với các dòng kem khác trên thị trường. Nếu da của quý vị đang bị kích ứng hay là nóng rát thì Sun Solution sẽ làm dịu nó ngay tức thì và giúp chúng ta có một cái cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Với kem chống nắng Body Denature thì quý vị có thể yên tâm tận hưởng những hoạt động ngoài trời cả ngày mà không phải lo lắng về tác động của ánh nắng mặt trời. Hãy để Denature trở thành người bạn đồng hành tin cậy của quý vị trong mọi chuyến đi quý vị nhé!